quý thầy cũng như ban đại sư sau khi cử hành lễ chúc phúc cầu an thỉnh Phật quan lâm để chứng minh cho buổi lễ chúc thọ, thì sau đó là cử hành lễ chúc thọ cho cụ ông và cụ bà. Những gì mà chư tôn thiền đức ban kinh sư ban lễ sư yêu cầu, xin quý vị túc trực để phụ giúp và cũng như hỗ trợ để cho quý thầy sắm lễ và ban dân lễ được thành tựu chúc thiền để cử hành lễ khai kinh bạch Phật diễn đàn tượng quan chúc thọ. Sau đó là phần cúng tiến của huyền thánh tổ thỉnh bài chư vị để chứng minh. Sau phần cúng tiến xong là cử hành lễ chúc thọ cho cụ ông Cao Thanh Kính và cụ bà Nguyễn Thị Lệ với chương trình như sau: một niệm Phật cầu gia bị, hai tiên bố do giới thiệu thành phần tham dự, ba cung đình chư tôn thiện đức chứng minh thắp đèn thọ mạng, bốn là con cháu đọc lời chúc thọ. Sau đó cụ ông cụ bà có đôi lời cùng con cháu, nếu như cụ ông cụ bà vì tuổi cao sức kém không thể nói những lời đó, thì thầy sẽ thay mặt để có những lời khuyên nhủ với gia đình. Sau đó con cháu dâng hoa dâng quà và mừng thọ, thì có thượng tọa Thích Thiện Tâm và thượng tọa Thích Thiện Quang sẽ điển lễ cái phần này để cùng học trò lễ dâng lên những phẩm vật mà các con cháu sẽ dâng lên cho ông bà cha mẹ của mình ngày mừng thọ. Mọi người sẽ lần lượt lên để chụp hình từng gia đình cùng với ông bà. Đó là chương trình sáng hôm nay giờ này để chuẩn bị cho buổi lễ được trang nghiêm
cũng như không mất thời gian. Xin quý vị trong gia đình con cháu chúng ta mặc áo dài cho đẹp, cũng như sửa sang tất cả chỉnh chu quần áo nghiêm chỉnh để vân thập về nơi trước lễ đài, trước nơi bàn Phật, trước tên yên là thỉnh Phật về lễ tâm bảo, để chứng minh và cầu nguyện chúc phúc cho cụ ông và cụ bà, để cùng cầu cho con cháu được bình an, công việc thuận lợi. Và sau đó là cung cụ quyền cung tổ nguyện chưa bị về chứng minh thọ lễ và nghe kinh siêu sanh tịnh độ. Kế tiếp là để mừng thọ cho ông bà cha mẹ của mình. Vậy giờ này quý vị hãy tập trung về trước lễ đài để cùng chư tôn thiền đức sẽ cử hành vũ lễ sáng hôm nay. Nhạc cụ cho buổi lễ thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cúng Phật để cho cầu phước cho cụ ông cụ bà hôm nay, và sau đó là đến lễ chính thức là lễ chúc thọ. Xin thông tri cùng gia đình của các con hiền trong thảo và quý quan khách có mặt tại buổi lễ hôm nay. Và giờ này chúng con xin thành tâm bái thỉnh thượng tọa Thích Phước Trí, trụ trì tỉnh thất Quan Âm quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, quận Ba Kinh Sư, từ bi hoan hỷ trở về trước đàn tràng tác lễ bạch Phật khai minh diệu đàn cho buổi lễ hôm nay, và để cho buổi lễ hôm nay được trang nghiêm thành tựu theo sở cầu sở nguyện của các con hiền cháu thảo hôm nay. Xin yêu cầu hội chúng chúng ta hôm nay giữ sự thanh tịnh trong giờ phút trang nghiêm này để chư Phật chứng minh lòng thần hộ pháp gia hộ. Hãy nhanh chân trở về đối trước bàn thờ để chúng ta niệm hương và cầu nguyện. Xa bạch đằng thị trấn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có con giáo cao thánh địa phạm thị biết cao thị đại an cao linh thương cao gió cao dùng cao thánh hiệu lý thị biên phương cao lý thánh thông cao thị thôi cao thị nữ cao thị tiên nguyện vân tiên nguyện cao nguyện thị biên hồn nguyện thị thí dân nguyện cao thầy nguyện cao chính nguyện ngọc thầy cao thầy chi cao minh dương minh thầy anh cao thầy diên quỳnh nguyện quan thánh ca cao độ nguyện cao thắng phong nguyện thị anh đức cao thánh phát nguyện thị thánh quyền cao thánh kim nguyện thị sung túc cao hoàng gia cao thầy hồng cao thầy loan hậu nguyễn hoàng duy nguyễn thị duyên nguyễn minh tâm đồ minh thái nguyễn thị tu thị đoàn kim ngân đồ thái sơn hiện tất cả con thảo cháu hiền còn thế vương quyết thành tâm chúc họ cho mẹ cha hậu nguyện đường hương chư phật tam bảo chứng minh quay thần hộ niệm bồ tát thân dân phạm dương đế thích tứ thiện dương chúng thiện lòng các bộ hộ pháp thần dương chư vị ngũ phương ngũ hộ tôn thần các tai dương trần thần hoàng công năng tổ địa linh quang hiền hậu địa chúng
chín người. Cụ bà Nguyễn Thị Giang sinh năm 1910, chính tâm đầu học cách 98 tuổi. Được trước đời mang nguyện hướng biên thiền nam báo niệm quan viên tai luôn nạn khắp điều tiêu diệt. Hảo mẹ công như là hay, đừng hà phúc bao nhiêu Phật qua vô hữu diệt. Phật độ siêu quá bạn mẫu tiên, Phật trước gặp từ con năng hình. Phật huệ gia đình an lạc sư, Phật ân nguyên tổ các thái hòa. Giang dù cố dẫn vô dị ổn dị vô dân thừa tam bảo lực lai tổ đàn tiền thân phán em tinh thọ tài hương thực siêu sanh tịnh độ hồn về nơi cõi tịnh kiệt thức chốn ta hà xem vàng kinh phật trổ qua phát mặt thiện a di đà thọ tiên giới hương tịnh hương giữ huệ hương giải đoan trì kiến hương và mình dành đời biện pháp giới cứu dường học phương ta nam mô thần ân tông kiến pháp giới như tâm đặt đề nam mô ta bảo giáo cứu điều người vô sư tư thường Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Nhi Đạo Tôn Thập Đại Thế Chân Sư Lợi Hồ Nguyên Bác Hải Chính Minh. Bản nguyện kim dung tiêu tai nhiên họ vượt sư lưu liên quan vương phật vượt quan kiến chiếu bồ tát hiệu quả Yeah.
Nguyện Cao Cánh, Nguyện
Ngọc Thủy, Cao Thị Chi, Cao Minh Dương, Cao Thị Thân Anh, Cao Thị Diễm Quỳnh, Nguyễn Quang Anh, Cao Đỗ Nguyện, Cao Tấn Phong, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Cao Tấn Phát, Nguyễn Thị Thanh Quyền, Cao Tấn Kim, Nguyễn Thị Xuân Trúc, Cao Hoàng Gia, Cao Thị Hồng, Cao Thị Loan, Quách Trung Tinh, Quách Trung Hầu, Nguyễn Hoàng Chi, Nguyễn Thị Bích Duyên, Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Minh Thái, Nguyễn Thị Thu Thị, Đoàn Kiến Ngân, Đoàn Thái Sơn Hiệp, Con Thảo Giáo Hiền, Đoàn Gia Nam Nữ Đăng, Thành Tâm chúc thọ đại thọ cho mẹ cha bao yêu, cầu nguyện đức Phật dược sư giáng lâm chứng minh độ cho vị vị Phật tử Cao Tăng kính sanh năm 1918 canh thân hành canh 99 tuổi. Nguyễn Thị Vẻ sinh năm 1919 Tân Dậu hành canh 98 tuổi, được thăm cung trang bị mạng vì bình an, phước đời mãn nguyện chương duyên, phiền não báo nghiệp quan thiên tai ương hạn ách điều tiêu diêm. Nay tại ấp Bình Hưng xã Bạch Đằng thị xã Văn Quyên tỉnh Bình Dương, giờ này tại đốt năm thứ tâm hướng mắt nhìn muôn ngàn tướng ảo, chuyển tất cả quy ngôi tam bảo dân ba tâm đảnh lễ Phật Bi Dương, cầu cho nhị vị Phật tử giảng sự tiếp tường nguyện xuất nhật tam nguyên như ý. Nay chúng con cùng kinh thiên lễ đàm phụng Phật chi thiên cung phung kinh họ thời chân thế kỳ an đức thọ thù ân cầu phước tiếp nghi mạng thành tư đại lúc lấy tâm tan suốt chiều qua lại biết bao thiện ác phát sinh năm tháng giận hằn có tranh các cung giận mạng đầy ngũ vọng tướng niệm khổ đôi đàn đỏ mô cố hoặc đau lắm sầu gấp an lòng chỉ mong mọi cách hạn đánh xa trí những ước các duyên lành đem đến nên hôm nay khai đàn phụng Phật thiết lập phi kinh đèn tuệ đăng bảy ngọn lung linh qua hưu bát ước bông ngào ngạt nhất tâm cầu nguyện chư Phật tấm hiền từ bi chiêu giam chúng con thiện nghĩ sống trong trần thế nghiệp chướng nặng nề nào ách nạn quấn quanh trước mặt nào yêu đau lẫn bất bơ mình ngày tháng lộ sớm một nguyện ngại nếu không nhờ sức thần thông gia hộ thì mong đâu được giang sự bình an. Nay thời pháp sự quan dương đạo trà ca diễn vừa qua phượng biên lệ nhà ca dương cũng ý dẫn sơ một chương mạo mũi tỏ bài thất gian mong rằng từ bi hỷ xa nguyện được quán nghị xin nghe chúng con chân thành sau dân bạc sớm dân đồng thời y lệ hương qua kính dân bảo thọ phung tụng kinh chú cai đàn giảng kim diệu tướng được chú lực cho báo nhờ chân cả quyết tụng an hòa bọn ác ma theo tiếng mỏ lâm xa mọi chương tà chương nghe tiếng chuông can tan khắp chốn bình an nhà nhà hạnh phúc nam mô thật hư không nguyên pháp giới quá hiện vị lai thật phương chư Phật tu pháp về tâm tăng thường trụ tam bảo chứng minh liên tọa nam mô đông phương giáo chủ diệu sư lưu ly quang dương Phật tác đại chứng minh hồng liên tọa nam mô đại từ đại bi cố cổ cứu nạn linh ca bất quan tâm bồ tát kim liên tọa hạ nam mô đạo tràng mọi thượng vô lượng tất hiền tác đại chứng minh phổ cập ba hiền mười tánh bốn phủ vũ linh tất cả thiên thần đồng thì chiêu giá một quy quy chứ cho ơn nhiều lễ hộ mong được chứng minh muôn trong tam bảo phù trì vạn linh gia hộ cho cụ ông Cao Tấn Kính 99 tuổi cụ bà Nguyễn Thị Vẻ 98 tuổi được bình an mạnh khỏe thiền não mọi chướng ngại duyên tiêu trừ đều lành đem đến việc không việc giữ điều xấu công đi ách nạn dùng tan không yếu đáng máu bình phục cây một phút ngày thiện sân tố cỏ tam đa được bóng an lành người hiện tại mỗi quân quan khai tay cách mạng Phật.
Phật lực siêu sanh tâm căn nguyện chư Phật chứng minh Phật à. Là sắc ngọc mà hoàng thật bút hát cả châu và thần thông sắc lệnh ta sắc cai thần là bút linh linh ta điệp cai nhớ ly thần tông
khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Cha, giá như chỉ một lần thôi con được gọi tiếng cha trở lại là niềm hạnh phúc nhất trên đời của con. Mẹ, giá như con được làm lại tất cả để đền đáp lại tội lỗi của con ngày nào, đó cũng là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của đạo làm con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ ở đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy. Một lần dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
xuống sáng mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, kính bái bạch Chư Tôn Thiền Đức Văn Đại Sư, kính thưa hai cụ, cũng như thân mật dù ta có tiếp nhận công ơn của cha của mẹ, bên ước mẹ rằng bên ráo con thân không quản khó khăn vất vả, suốt cuộc đời tần đảo hy sinh cho con, chỉ nên biết lời ca. Mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh sáng khăn sao, là đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ là hương vị ngọt ngào của cuộc đời, là dòng suối bất tận của thế nhân, là khung trời dị mạo của tuổi thơ, là hết thảy những gì cao đẹp nhất. Do đó, có mẹ là có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi. Ai ơi, nếu biết yêu tình mẹ, thì cõi trần gian, cõi tuyệt vời. Tình cha thì nghiêm nghị, nên công cha được ví như núi trái cao sừng sừng. Tình mẹ thì im ả dịu dàng, nên nghĩa mẹ được ví như xuống ân đức ấy, không thể lấy chi đền đáp được. Dẫu cho ta có lấy bút tu di sơn, chống cùng vực đại dương trong bốn bề, viết vào trang giấy của vô tận thời gian, cũng không sao trả hết ân tình sâu dày của cha và của mẹ. Chính vì tập quán trọng ấy, Đức Phật dạy chúng ta phải biết tri ân và tấm uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là chính buổi lễ, lý do của buổi lễ chúc thọ hôm nay. Hôm nay trên bàn chúc thọ xin được trân trọng cùng với toàn thể quý vị quan khách cũng như Chư Tôn Thiền Đức chứng minh cho cụ ông Cao Tấn Kính, sinh năm 1918 Canh Thân, năm nay được 98 tuổi. Toàn thể đạo tràng xin cho quý vị quan khách cho một tràng pháo tay để chúc mừng cụ ông và cụ bà. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu với quý vị quan khách cũng kính và chào đón. Xin quý vị cho chàng pháo tay A Di Đà Phật. Và vào giờ này chúng tôi xin Chư Tôn Thiền Đức cũng như mẹ, nhất là cái con nàng áo bạc lên bàn lòng mẹ nhẹ thôi. Chạy chạy cha mẹ chỉ sống vì chúng con, sẵn sàng hy sinh chịu đựng và chấp nhận đắng cay để con được an vui sung sướng. Vì con mà cha mẹ sẵn sàng vượt kèo kèo núi lên lên xuống biển, bất chấp chướng ngại trong gai, chỉ mong mang về manh áo chén cơm cho đám con được ăn no đầy đủ. Mẹ chín tháng cô mang ba năm mộng ẩm, chăm sóc lo lắng cho chúng con ở ấu thơ cho đến trưởng thành. Vì một ngày mai tươi sáng, cha sẵn sàng vượt qua tất cả, và dầu mưa nắng đi sớm về trưa, mẹ luôn khôn tạo bán tầm, khôn mang bắt nẻo đường đời, chỉ mong mang lại cho chúng con niềm vui. Công lao to lớn của cha mẹ chỉ như trời địa, đời cũng không nói hết. Lời cha mẹ là nguyên cung cho chúng con luôn ngủ an ổn. Cha mẹ đã tiếp cho chúng con sức sống niềm tin
mở ra trước mặt chúng con chân trời hy vọng. Cha mẹ đã dành cho chúng con tất cả ngọt ngào chiều mến yêu thương, nhắc nhiều chúng con chặt chững những bước vào đời. Bao vất vả lo toan đã nằm bên những dấu vết nhăn trên phần trán của cha mẹ. Mưa nắng cuộc đời đã làm mái tóc cha mẹ pha xưa bạc trắng. Tình thương yêu và sự hy sinh vô bờ bến hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, không bao giờ chúng con đền đáp gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biển cả mênh mông đông đầy tình mẹ, mây trời lầm lầm không phụ kiếm công cha. Tình lão tổ ông cha mẹ nuôi con không lớn, mang cả tấm thân gầy cha mẹ che chở cho con hy sinh một phần máu thịt cho con, mà tốn biết bao mồ hôi nước mắt để cho con nên người. Cha mẹ vì con đã phải trốn mình trong tội lỗi cho con được đầy đủ với người, thật là một sự hy sinh cao cả của cha mẹ. Không có một thứ tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Cánh cò cõng nắng cõng mưa, cha mẹ cõng cả gió mưa một đời. Lòng cha mẹ thương con trời biển, làm sao trả được mọi người ơi. Nếu không có hiếu, đừng bất hiếu. Bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Ôi, ngôn ngữ út mực nào có thể diễn tả cho tâm cho xứng công ơn sanh thành dưỡng dục to lớn giữa trời biển ấy. Phận làm con, lòng chớ dội mờ phai, giàu sang hay chuyện nặng đôi vai, ân đức ấy nhớ đi lòng bạc già. Và ấy một lần phụng dưỡng mẹ cha, cho tròn chữ hiếu với nhà đạo con, làm hoa dạng cỏ tươi thanh với tách trà chiếu nghĩa, bằng tất cả con tim, bằng tất cả tâm hồn của người con trẻ. Thank you.
mình bước tìm, cầu cho cha mẹ về đây tất cả con cháu dân hòa, hòa cho cha cho mẹ. Và kính mời ca sĩ Hoàng Hùng sẽ lên ca bài Công Cha Nghĩa Mẹ để tặng cho cụ ông và cụ bà hôm nay. A Di Đà Phật. Mỗi đêm có ông đèn trời cầu cho cha sống được. I'm
có nhờ hai cuộc đời chúng ta cùng hai cuộc đời và hai cuộc đời rất là nhiều hạnh phúc. Và sự động viên của bản thân rất là hạnh phúc. Kim tắc đại
tạo kim mao tắc chuẩn nan nhi thỉnh vân y cứu thoát dị tiên dương tục mạng không sanh thọ trì quy giới quy thử hiệp điệp cung nghệ gian công điểm phóng liên đăng thượng chiêu thiên cung hạ minh trạch quốc ta cứu tiền chi huệ tự phá lục đạo chi ôn cùng ngưỡng thượng quay tư tỷ phong điểm nhi lạc tịnh sư kỳ siêu khổ hải di vô hữu quyền sư lạc thiên chi thước quả tu chi điệp giả thị quan giải ách na thâu chấp trường thử thuê thư mẫu tức niên thập nhất hoàng nhị thập bát nhật tương đàn xá môn thích phước chí phụng hạnh điệp đọc viên thành cận dĩ qua dạng sanh quyết định thần chú na bồ a di đà bà già ta già na già bà điện cha ta di đi đô bà thì di đà tăng đa bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
động phát tăng kiên đen bằng tất dễ pháp bằng chương thiên long bát bộ mà là hôm nay. Giang mẹ tôi đêm ngồi dù con suốt canh thâu, nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình, nhớ mãi tiếng nói cha tôi êm đềm dậy nên biết bao điều. Lời mẹ à ơi như suối mát trong, lời dạy của cha cho con lớn khôn, tình này con luôn khắc sâu làm hành trang suốt cuộc đời. Nhớ mãi những lúc ấu thơ, nhớ mãi không quên, không bao giờ quên, dù ngày mai đời cuốn số con trôi về đâu, luôn mênh mông như biển khơi, tình cha luôn lớn lao như trời cao.
nhớ đến những lúc ấu thơ sống dưới mái ấm bên thương gia đình.